Và thí sinh tiếp theo thể hiện phần thi của mình đó là thí sinh số báo danh 14. Thí sinh số báo danh 14 thích nhảy múa và yêu màu trắng, thích nhất ăn kim bắp và có ước mơ trở thành một diễn viên múa. Và thí sinh 14 này của chúng ta có tên là Nguyễn Hà Chi.